Ok, bây giờ chúng ta sẽ học về ngữ pháp nhé. Ngữ pháp hôm nay là danh từ 이가 있습니다, 없습니다. Tiếng Việt ý nghĩa là có cái gì, không có cái gì. Có cái gì à, không có cái gì à. Nhưng mà các bạn phải xem cấu trúc nhé. 이가, lần này chúng ta phải thêm 이가 있습니다, 없습니다. Có, comma. Ok, đó là một cái cấu trúc nhé. Thế nên các bạn cứ học thuộc thì được. Danh từ 이가 있습니다. Danh từ 이가 없습니다. Có cái gì ạ? Không có cái gì ạ? Ok, chúng ta học ngữ pháp nhé. Chà, 2.1. Danh từ 이가 있습니다. 없습니다. Chà, ý nghĩa là gì nhỉ? Có cái gì? Hay là không có cái gì? Ok. Chà, giống như kiểu như thế. Tôi có bút ạ? Hay là tôi không có tiền ạ? Lúc đó người Hàn Quốc sử dụng ngữ pháp này. Danh từ 이가 있습니다, 없습니다. Xem này, từ vùng 있습니다 là có, từ vùng 없습니다 là không có. Thầy viết tắt như thế này. Thế nên khi chúng ta nói có cái gì ạ? Mình không có cái gì ạ? Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng ngữ pháp này nhé. Ok, chả giải thích nhé. Đừng sau danh từ. Ok, đừng sau danh từ. Nếu mà danh từ có phương cuối thì thêm y. Nếu mà danh từ không có phương cuối thì kha. Phát triển là phương cuối đúng không nào? Chà, ví dụ, thời viết như thế này. Tôi có bút chẳng hạn. Chà, các bạn ơi. Tôi là chủ ngữ đúng không? Thế, 저는 có cái gì ạ? Tôi có cái gì? Danh từ là gì? Bút. Xin ngược lại nhé. Bút là pen. Theo cấu trúc ký, 이 hay là 가 있습니다, 없습니다. Pen có phương cuối rồi nhé. Thế nên theo ký tắc thì có phương cuối thì thêm 이. Pen 이 có 있습니다. Ok, các bạn hiểu chưa? Đó là một cái cấu trúc nhé. Có cái gì ạ? Không có cái gì ạ? 이 hay là 가? Nếu mà có phương cuối như thế này thì chúng ta phải thêm 이가 있습니다. Ok. Chà, cách dùng. Không dùng trong trường hợp giới thiệu mà nhấn mạnh chủ ngữ, nói đến nội dung mới mà chưa biết. Chừng cái này nói về 이가 인데 이가. Bởi vì cái này ý nghĩa là khi chúng ta học bài 1 chẳng hạn ý, đằng sau chủ ngữ chúng ta phải thêm cái gì? 는. Nhưng mà một trường hợp khác ý, đằng sau chủ ngữ chúng ta phải thêm 이가. Trường hợp này là như thế. Nhưng mà thầy nói thẳng luôn, hiện giờ chúng ta mới bắt đầu học tiếng Hàn đúng không? Thế không cần suy nghĩ phức tạp đâu. Chúng ta chỉ để ý ngữ pháp này thôi. Khi chúng ta muốn nói về có gì à, không có gì à, lúc đó sử dụng 이가. Các bạn biết cái này chắc chắn trước đi. Sau đó chúng ta thêm sau đi. Ok, hiểu chưa? Chà, thầy nhắc lại. Chúng ta muốn nói về có cái gì ạ? Tôi có bút ạ? Hay là tôi không có tiền ạ? Tôi không có sai cả chẳng hạn. Có cái gì? Không có cái gì? Lúc đó chúng ta sử dụng là danh từ 이가 있습니다, 없습니다. Ok. Nếu mà danh từ có bắt chân, có phương cuối thì thêm 이. Không có phương cuối thì thêm 가. Ok, các bạn hiểu chưa? Chúng ta thử luyện tập xem nhé. Ok. Danh từ 이가 있습니다, 없습니다. Có cái gì? Không có cái gì? Ví dụ. Câu đầu tiên. 책상이 있습니다. 자, 책상 là bàn học. 있습니다 là có. Thế này, câu này dịch là có bàn học ạ. Ok. 자, tiếp tục. 의자가 있습니다. 의자 là ghế. 있습니다 là có. Thế nên có ghế ạ. Xin ngược lại thì được. Có cái ghế. Ok. 자, tiếp tục. 공책이 없습니다. Không có vở. 공책 là vở. 없습니다 không có. Thế nên không có vở. 공책이 없습니다. Đơn giản đúng không? 자, không có bản đồ. 자, 반도 번에 합 là 지도 đúng không nào? 없습니다. Không có. 자, 지도 không có phương cuối nhỉ? Thế nên chúng ta phải thêm 가. Thế nên không có 반도. 반도. Ok. 자, tiếp tục.
사람이 있습니다. 사람 라지야 사람 là người. 있습니다 là có. 사람 có phương cuối rồi. Thế nên chúng ta thêm y. Thế nên có cái gì ạ? Có người ạ. Tiếp tục. 지우개가 있습니다. 지우개 là cuộc đời. Nhưng mà 지우개 không có phương cuối nhờ. Thế nên chúng ta thêm ca. 있습니다. Có cuộc đời ạ. Có các bạn đơn giản đúng không? Nhưng mà phải chú ý là khi nào chúng ta sử dụng động từ có hay là không có bắt buộc phải thêm 이가 nhá, 이가 있습니다, 이가 없습니다.